cửa hàng Nhân Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Và em này đến từ nhãn hiệu của Ryobi nhá. Mã số của em này là SK3435 nha mọi người. Mẫu này là mẫu hệ đời mới 4 số. Nó có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, e tự động, thắng xích đầy đủ nha mọi người. Và đặc biệt là các bộ nhúng của nó là bộ nhúng lò xo. Đây là khi anh em cầm sử dụng là nó êm tay, tạo ra độ nhúng đỡ bị tê rung tay ha mọi người. Đó, đến từ Nhật Bản nha anh em nhé. Đây mã số seri máy đây ha. 016755 Made in Japan này. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản nha mọi người. Làm cái này để sử dụng làm tổng độ dài là 50 nhá, mà các cây là 45 cm, xích 91 nha mọi người. Làm xích rất đẹp nhá. Đầu rãnh chưa dập chưa tè nha mọi người. Đó, nét sơn trắng trên cây lam vẫn còn ha. Đây. Rất là sáng nha anh em. Đó. Thì ốc lam là hai ốc chân lam này, vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích em này nằm tại má ốc lam nhá mọi người. Đó, thuận tiện nha anh em, chỉ việc lấy lỏng hai ốc này ra này, mình thò vít rồi mình tăng giảm xích tại má ốp nha mọi người. Đó, bên phía mặt má ốc lam anh em đấy. Tem nhãn hiệu mạc vẫn còn. Máy rất là đẹp nha anh em. Có núm bơm xăng e tự động đằng sau này. Các tem nhãn hiệu Lema này. Đó, lóc mặt tiền là trước đây nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Anh em mua tặng kèm 3 món đồ đi thao máy nha. Buji rũa tiếp ở buji nha mọi người. Đó, lóc mặt tiền là trước đây. Độ chề chua ít nha. Đời bô giảm thanh, âm thanh phát ra im bấm nhá. Nắp bình chứa nguyên liệu đằng trước này là nhớt thải bôi trên lam xích này. Còn nắp đằng sau này là xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đó, bên phía má hộp giật thì tem nhãn hiệu mạc vẫn còn, thiết kế cho mình bộ giật trợ lực nên là anh em giật nó nhẹ nhàng nhé mọi người. Đó, không cần dùng nhiều ha. Giờ mình sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong này. Đây. Đó, bên trong đây nhé mọi người, rất là mới nha anh em. Tất cả là nguyên zin nguyên bản, màng lọc thiết kế cho mình làm màng lọc bông giấy cho mọi người. Đấy anh em nha. Ốc kín tuyệt đối này, mới ke xe beng luôn. Đó, chống bụi tuyệt đối và bình xăng con vào đầu nòng. Bộ chế của em này được sử dụng bộ chế gâm rồ nhá mọi người. Đó, tiết kiệm nguyên liệu tốt, ổn định nhạy nổ từ các con ốc này, con vít này. Đấy anh em nhá. Mới ke xe beng luôn. Đó, rất là sáng nha anh em. Đầu nòng đây Uzi đây, tất cả là ring nguyên bản nhá mọi người. Đó. Rồi giờ em sẽ ráp đầy đủ lại và khởi động cho anh em nghe tới máy nhá. Giá của em Ryobi 3435 này á, là 3 triệu đồng tròn nhá mọi người. Anh em nào cảm thấy kết em máy cơ xích này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Giờ bên em sẽ khởi động cho anh em nghe nhá. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài nhá. Anh em nghe tới máy ha. Ganti rất là êm ấm nha mọi người. Đó, nghe nổ rất là giòn ha. Nói chung là mẫu này là mẫu cưa gia đình, âm thanh phát ra là bô giảm thanh cũng rất là êm ấm nha mọi người. Đó, anh em sử dụng mảng gia đình vừa nhà là vừa tầm vừa tay. Có bộ giật trợ lực lên là cũng kéo nhẹ nhàng là nổ nhá. Không cần dùng được nhiều nha, nhích nhà nổ. Quá đã luôn nha mọi người. Rồi ok, máy cơ xích Ryobi 3435 nhé mọi người. Đó, giá của em này là 3 triệu đồng tròn. Anh em nào kết liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.